Bạn game này làm lại trận hai gia tan nghiêm túc nha mọi người. Phải cắm cái con này, cái đầu cái này nó lú liền. Mọi người cắm con này rồi. Mọi người thông cảm nhá. Lên. Cũng nạn chưa? Trận này chắc mày trận này đi gần băng, tao mày đi gần tao đi top. Mày đi đâu? Tao đi top nha. Mày đi top là mày đi con gì? Đi con tùm lum hết. Rồi đây đây tính tiền ngô men này. Man là sao đi top được? Thôi thôi tao đi gần nha. Mắc kêu ma rồi. Không lấy kêu ma chứ. Trên khỉ cái mày. What the hell? Đây 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 đây. Để tao kêu ma nha. Không em đi gần nha, đi gần nha. What? Trời. Biết chơi con bò không vậy? Bít bò. Trời, nó chơi cực bít con Batman, mấy con Mugat tìm mày. Má bít Mugat Batman nữa, má hai này sao má đấm lú cái đầu luôn. Nhưng mà không sao. Lại không sao hả Nghĩa? Ok Nghĩa. Không sao nhưng mà không sao, cái này gặp Nghĩa đầu lú liền. Ok Nghĩa. Sao hôm nay đánh gà mà kêu cao quá. Cái kê gần nha, chứ mấy này là có một bài làm hoài luôn. Có một bài làm hoài rồi, ok Nghĩa nha. Nghĩa ơi. Má, bạn má học, tao biết nghe. Thằng bạn mày là thằng nào với thằng nào? Mugat với thằng nào? Mugat với thằng Capone gì đâu. Rồi, vậy Capone đi chết tao đó mày. Ui, sợ quá. Mày đừng cho Capone xanh nha, nó xanh nó bắn lú cái đầu luôn á. Mày điên hả, sao nó xanh được mày? Làm gì đây. Team mình có top một Mugat này phải không? Mày hãy nhìn tao giống không sợ không? Quang không. Vậy? Không, tao nói hàng lộn á. Ơi, thằng Batman cấp 2. Giết người gắt kìa. Anh đi ghép anh đá con nhỏ này đi ghép. Ơ kìa. Vãi nồi. Ok. Bẩn. Thằng bạn mày về nhà đó nghĩa, kìa nó còn một cục máu trong chuột. Nó anh đi ghép anh thúc mình tổng lên đây một món gì. Ơi, mình chảy đâu lắm nha, anh ghép có một rát hay sao ấy. Đây một gác nấp lùi rồi nào, một gác nó bụi nào. Nghĩa là mày coi chừng chết rồi Nghĩa, mày ham con dơ là mày chết đó. Và đó, tem nó đông quá, tem nó xuống ảo, nó đông quá. 44 đó mày. Nhưng mà tem nó khỏe hơn là cái chắc này. Ừ, đứng đó ngon rồi, đẹp rồi. Đây chết ngược kìa. Má bực bội vậy, thằng ở đây còn một chấm mà đéo chết kìa. Ok, chạy đi Nghĩa ơi. Rồi hay. Má khinh thường dữ quá. Ủa má cái này, tập trung chơi hát là đậu lú liền. Tay mít.
Má. Má không chạy kịp luôn. Tem từ từ thôi, đợi con mát chung nên mới win được á. Tem thiếu đam mà. Bỏ chủ đi gách. Lụp được mà. Lụp. Má gần nó chạy ra rồi, cáp nó đứng sao nó bắn luôn. Chia cáp luôn kìa. Này. Cáp lấy nó tại rộng nè. Mấy này độ má phải. Tập trung chạy hát mới được. Kìa, chóng được rồi. Nó mất kiếm hết kìa. Băng, làm gì băng? À, kiếm hết kìa. Này mất đó, ăn hết luôn băng. Ơ, bắn cáp rồi nè. Ơ. Mít nè. Về đi, về. Có chừng trái mít, nó giờ nó combat đó. Lùm đây. Á, bị lùm giáp cái gì được nè. Nè, nó không có lính đẩy luôn. Nó bắt AD nó gọi luôn đó. Tìm Omen. Omen là con này vẫn khép phép nữa. Kiểu men nữa. Thôi kìa hay. Nè, vô thanh nữa. Á, cày quá. Chạy đi ôi nhỉ con ơi. Được kìa. Lượm kìa. Con kìa, hết liền kìa. Con đá hết liền kìa. Rồi, lượm. Bên trái thằng LB là nó. Rồi, hai thằng đó ở nhà rồi. Nghĩa ơi. Má chạy nhanh biết à. Nó là người dơi à mày. Phần anh chạy nhanh quá. Muốn đá hết liền rồi. Ủa kìa. Hôm em mất flash. Đấy là thông tin của thằng anh. Tao cho được tao kìa. Anh ta bích con rồng mà tính toán hết đó. Có người này. Đó đâu rồi. Mẹ là bắt mai dòng mày sao ấy. Mày ra mày pha lên đi. Tao cover mày. Nghĩa. Nghĩa nó kìa. Đây bắt mai. Thấy vừa dưới đây xong rồi. Ơ nè. Okay. Sao nó chết rồi? Nghĩa ơi, Nghĩa. Má, ở đó tao đập đéo có sai, tao đập đại lên vô cho người đánh. Tao thấy nó quăng cái chiêu 2 ra hồn. Kìa làm người đi, muốn gắt hết combo luôn rồi. Ê, thằng Cap Penny lên kìa, đâu thằng Cap Penny lên phải. Mày nhìn tao dám sợ nó không? Má phải đó mà, móc má phải đó mà, không tìm không lên kịp. Kinh công rồi. Kìa, mất rồi. Nó hết combo rồi, nhảy vô. Nó quay lại nó ăn kinh công á. Này. Dưới đường AD đó nghĩa. Á, cày quá ta ơi. Comment nó lên đam gì mà nó đang quật đầu dưới rồi. Má nhà. Má, nó đè nó quật tao, nó đè nó chụp cái đầu tôi rồi. Kìa, hút đẹp kìa.
2-2 win 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 luôn. Gách độ má hút quả chí vậy rồi. Ok. Này. Nghe em đi. Ok, còn một Cavani thôi, nghe đi. Má cho này. Lầm. Má và đúng được ạ. Lên này. Tôi bấm móc 9 cam kìa. Má móc ghê. Được rồi, má cho này cho vui nè. Cái này non lắm, cái này đá lai non lắm. Ủa nghỉ hả bạn? Nghỉ, ăn cái đó. Nạp năng lượng cho tao. Không là okay. Nếu mà tao đã ăn rồi mày thì tao sẽ chơi với mày tới 3-4 giờ.